Khi trận chiến này kết thúc, anh sẽ trả lại cho em. Nghe đây, Gu Hei Ra kêu em tới sao? Đừng nói cho anh ấy là tôi đưa cô đến đây. Vậy tôi phải nói làm sao đây hả? Thì cô cứ nói, cô ghét thầy Trung Hôn và cô chán ghét gia đình của mình, cho nên cô chuyển hết cổ phiếu cho anh ấy. Nói anh ấy sau này chuyển cho cô ít tiền và đòi anh ấy một căn nhà để sống. Em chán ghét tất cả rồi, nên cho anh hết đó. Sau này chuyển cho em ít tiền là được. Em đi đây. Anh hỏi có phải Gu Hera kêu em tới không? Không phải. Cô không sao chứ? Mọi chuyện kết thúc hết rồi. Đi thôi. Có nơi nào cô muốn tới không? Đi thật là xa. Đi thật xa hả? Đến đâu chứ? Ngoài trời lạnh lắm đó. Sao cũng được, tùy anh hết đó. Ôi trời ơi. Đúng là không hiểu ý người ta gì hết. Được rồi. Ôi thì đeo vô đi. À. Đáng yêu thật đó, đi thôi. Công ty xây dựng Gold, sổ sách kế toán 2020, bản khai tuyên thệ. Chị cố chờ thêm một chút nữa đi. Chúng ta ngừng xong việc rồi chị. Gu Hei Ra. Là gì nữa đây? Nè, cô đã làm gì sao hả? Cô gây hỗn loạn khắp nơi đó. Tập đoàn Gold không để cô tham gia, ngày mai là ghi hình rồi. Nên chúng tôi phải chạy ngược chạy xuôi để tìm người thay thế. Tin đồn lan truyền nhanh thật đó. Nhưng mà ngày mai tôi sẽ tham gia chương trình. Cô mắc cười thật đó. Nè, không phải ai cũng lên được chương trình truyền hình đâu. Cô không còn là CEO nữ nữa. Cô muốn nói gì trong chương trình chứ? Nếu không để tôi tham gia thì cô sẽ hối hận lắm đó. Sao? Thì cô muốn giết tôi mà. Jin Tae-ho đã nói là cô muốn anh ta giết tôi. Cơ hội tới rồi đó. Cơ hội để cô tiễn tôi đi luôn. Cô lại âm mưu gì vậy hả? Gặp cô ngày mai. Bây giờ cô định vào tù nữa hả? Anh trả lời cho tôi. Trả lời cho tôi nghe đi. Cô muốn vào tù nữa hay sao? Hả? Anh đã nói là tôi làm như vậy mà. Làm giám đốc rồi chuộc tôi. Như vậy được chưa? Không phải, chờ đã. Ý tôi không phải là như vậy mà. Tôi đã quyết định từ khi đó.
Tôi đã quyết định là tôi nên bảo vệ Gosu khỏi quyết định của hội đồng quản trị, kể cả nếu có phải rửa tiền cho Thay Dung Hô, mà không còn nhà máy hay là bất cứ thứ gì cũng được. Tôi đã quyết định phải trụ vững. Cô đã lên kế hoạch này từ bao giờ? Từ ngày Thay Dung Hô lệnh cho tôi làm công việc bẩn thỉu. Nếu tôi nghe lời, tôi có thể bảo vệ nhà máy và sau đó sẽ có thể trả thù hắn ta. Nhưng mà cô không thể làm vậy. Cô sẽ bị tổn hại rất lớn đó, hiểu chưa? Tôi không quan tâm đâu. Nếu như tôi có thể trả thù, tôi cũng có thể làm điều tệ hại hơn nữa. Hả? Còn nữa, tôi nên bị trừng phạt vì những lỗi lầm của mình. Bây giờ tôi đã làm được gần như mọi gì có thể rồi. Anh In Jun có thể lo phần còn lại mà, cho nên không cần phải lo đâu. Còn anh làm ơn giúp tôi một chuyện đi. Sau này nếu như kết thúc mọi chuyện rồi và tôi không còn ở đây nữa, thì tôi xin anh. Tôi xin anh hãy chăm sóc cho chị của tôi. Không được, tôi sẽ không làm đâu. Cảm ơn anh, Jackson. Biên bản bằng dòng. Đưa điện thoại cho tôi. Sau này khi cô bệnh, bị thương hay là bị bất cứ chuyện gì, cho dù ra sao thì cũng đừng tự ý nghĩ nhiều. Cứ gọi điện cho tôi trước. Đã làm gì vậy? Tôi hỏi là cô đã làm cái quái gì vậy? Đó là những gì tôi phải làm. Cô giúp tôi lấy được cổ phần và bằng chứng về quỹ đen của Thê Trung Hồ. Cô nghĩ là tôi sẽ tha thứ cho cô hay sao? Như vậy thì có gì khác biệt đâu chứ? Ả khốn Guhira đó đã lén lút sau lưng của tôi, và Chung Minh cũng tiếp tay cho ả. 90 tỷ won đó không phải chuyện đùa đâu. Ta phải hành động trước khi có chuyện gì khác xảy ra, có biết hay không? Trong nội bộ công ty có rất nhiều người phản đối,
Hiện giờ chúng ta không có nền tảng quản lý vững chắc, nên không thể cứ tiếp tục như vậy được nữa. Vậy thì anh nghĩ ta nên làm gì đi hả? Chủ tịch đang sở hữu cổ phần của Gold Security và Gold Project. Ta sẽ đưa chúng lên sàn. Sau đó chủ tịch có thể bán cổ phần và thoải mái phát hành cổ phiếu mới. Như vậy thì sẽ tích tụ được vũ khí để chống chọi với thuế thừa kế. Ta phải hành động nhanh chóng, vì Bộ Tư pháp đang sửa đổi luật thừa kế. Nếu dự luật được thông qua, chủ tịch sẽ khó có thể thừa kế toàn bộ công ty. Nhưng chủ tịch sẽ phải rất vất vả để làm được như vậy, và phải làm cả những việc phi pháp nữa. Lúc đó ta sẽ cần 90 tỷ won. Tôi đã lên danh sách các nghệ viên có thể giúp. Họ sẽ giải quyết mọi lúc mọi nơi. Phải hành động nhanh chóng. Chúng ta có bao nhiêu thời gian đi? Càng sớm càng tốt ạ. Con không phải là In Jun đâu. Con là Trung Hu, Thê Trung Hu. In Jun, đứa con trai mà ba hết mực yêu quý, bây giờ không còn là giám đốc nữa rồi. Tên khốn đó đã trở thành kẻ có tiền án và không một xu dính túi. Hài hước thật đó ba. Vậy cho nên ba, sao mà ba cứ lờ con đi như vậy? Cho dù con có cố gắng ra sao, ba cũng không tin tưởng con trai này của ba. Và ba đối xử với con như kẻ thua cuộc gì đó. Dù con có cố gắng phát triển mảng xây dựng đến đâu, ba vẫn ép con cạnh tranh với thằng nhóc làm giày đó để làm gì chứ hả? Từ khi thằng nhóc In Jun nó quay trở lại, ba còn chẳng thèm nhìn con. Sao ba lại như vậy chứ? Hả? Tại sao vậy? Tại sao vậy chứ? Tất cả đều là lỗi của ba thôi. Ba ơi, con đã sẵn sàng trả thuế thừa kế rồi. Bây giờ ba có thể ngủ yên được rồi đó. Đưa chúng mình quay lại đây. Mẹ, mẹ say quá rồi. Dạ. Đưa chúng mình quay lại đây. Chúng mình, mẹ không có ý như vậy. Mẹ đang làm cái gì vậy? Đúng thật là mất mặt mơ. Đưa chúng mình quay lại đây. Tất cả là lỗi của con. Con đã có làm cái gì đâu hả? Con nhóc nó ghét cái nhà này quá cho nên bỏ đi thôi. Nè, nè, tất cả là tại con. Nếu lúc đó con không nói những lời đắng này đó. Mẹ làm ơn dừng lại đi có được hay không? Mẹ, mẹ. Phu nhân à. Mẹ. Mau gọi bác sĩ đi. Dạ. Phu nhân vất vả rồi. Tôi nghĩ là không có vấn đề gì đâu. Có vẻ như bảy hơi say một chút thôi à. Còn không uống nổi mà tại sao mẹ lại uống nhiều như vậy chứ hả mẹ? Vậy thì tôi xin phép nha. Nhưng mà tôi, dù sao thì tôi cũng đến rồi nên tôi xin phép được xem tình hình của chủ tịch một chút ha. Dạ.
Làm ơn đi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì mà anh muốn mà. Làm ơn đi. Một lần này thôi, cho tôi một cơ hội đi mà. Khiến chủ tịch tỉnh lại đi. Sao? Tôi nói là giúp chủ tịch tỉnh lại đi. Ông ấy ra sao rồi? Mọi chuyện đều ổn hết. Dù ông ấy đang ngủ rất là say, nhưng mà tôi thấy tất cả mọi chỉ số đều rất là ổn. Hơn nữa cũng không bị lở loét cho nằm quá lâu. Nhưng mà nếu cứ dùng thuốc ngủ trong thời gian dài như vậy, có thể sẽ có vấn đề với nội tạng. Và sau này chủ tịch tỉnh dậy thì lỡ như có những di chứng thì tôi đề nghị nên đưa ông ấy tới bệnh viện để tôi làm vài kiểm tra xem sao. Như vậy sẽ tốt hơn đó. Không được đâu. Sao? Không thể đưa ông ấy ra ngoài đâu. Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi xin phép. Khoan đã. Dạ, thưa chủ tịch. Về ba của tôi. Dạ. Tôi nghĩ cứ để cho ông ấy nằm liệt giường như vậy cũng không ổn đâu. Ý của ngài là chúng ta nên đánh thức ông ấy rồi hả? Không. Vậy thì tôi nghĩ là chúng ta hãy để cho ông ấy yên nghỉ đi. Anh hiểu là tôi đang muốn nói gì có phải không? Dạ. Mọi chuyện sao rồi? Tôi đã kiểm tra tình hình của ông ấy và giảm liều lượng thuốc, có thể đánh thức bất cứ lúc nào. Chỉ cần là anh hạ lệnh thôi. Nhưng mà tôi đã nói rồi, dù có tỉnh lại thì ông ấy cũng cần một chút thời gian để có thể hồi phục lại nhận thức ban đầu. Chuyện đó không quan trọng. Tôi hiểu. Nhưng mà vẫn còn có một vấn đề nhỏ. Là chủ tịch Thê Trung Hô muốn tôi giúp ba của anh có thể yên nghỉ luôn đó. Tới rồi đó hả? Tôi đã nói với cô là tôi sẽ tới. Cô to gan thật đó. Cô không sợ những gì mà tôi có thể vạch trần ra sao? Không phải là cô cũng có nhiều điều đang che giấu hay sao? Cô cẩn thận đó. Tôi sẽ cố gắng đến cùng để kéo cô xuống. Cô sẽ phải trả giá gì đã. Quỷ quả cuộc sống của một người. Tôi đang rất mong đợi đây. Hôm nay trong chương trình Điểm Nhấn Văn Hóa của Cha Su Hê Ân sẽ có một người mà rất nhiều khán giả đều đang tò mò. Từ một người làm giày nhái, cô ấy đã trở thành CEO của một công ty giày lớn trong nước, một cô lò lem thực sự. Đó chính là cô Guhera đây. Xin chào cô. Xin chào cô. Có phải lần đầu cô tham gia chương trình hay không?
Đúng vậy. Có rất là nhiều người, họ đã rất tò mò về câu chuyện lọ lem của cô đó, cô Guhera. Thực ra, tôi cũng không chắc là cách miêu tả đó có phù hợp với tôi hay không. Tôi là người làm giày thôi, chứ không phải là người chờ đợi người khác đi giày vào chân cho tôi. À, vậy ý cô là cô đã tự đập đổ rào cản bằng chính sức của bản thân mình, có đúng vậy không? Cô bỗng nhiên từ chức trưởng phòng lên lên vị trí CEO, nhưng mà có tin đồn rằng dưới sự vắng mặt của anh Thê In Chun, cô đã dùng mối quan hệ của mình để có được vị trí đó. Cho tôi coi. Việc này... Đúng rồi. Đúng thật là như vậy. Ta hãy bỏ qua những câu hỏi khó xử này đi ha. Tôi muốn hỏi cô vài câu riêng tư. Có khá ít thông tin cá nhân của cô được công khai. Cô là một nhà thiết kế từng học ở Ý, nhưng mà không biết sao cuối cùng lại làm và bán hàng nhái ở chợ hàng giả như vậy. Thực sự rất là khó hiểu đó. Chắc sau đó phải có câu chuyện gì. Chúng tôi có việc phải làm của mình. Ví dụ như chúng tôi dùng tiền từ công ty xây dựng của Shu. Vậy là câu chuyện phía sau khá buồn ha. Theo những gì mà tôi được biết, cô có một chị gái đang bị hôn mê và cô đã chăm sóc cho chị ấy trong 5 năm qua. Đúng vậy. Thật đáng buồn đó. Chị gái của cô đã gặp tai nạn gì vậy hả? Chúng tôi nghe nói cô đích thân tìm cách điều tra chuyện thực sự đã xảy ra với chị gái của cô, đúng chứ? Vâng, đúng là như vậy. Theo những gì mà tôi nghe nói, việc điều tra tai nạn của chị gái cô Guhera đây và việc trở thành giám đốc của Gonshu có liên quan với nhau, đúng chứ? Tôi mong được nghe câu trả lời của cô. Chuyện là sao vậy? Không sao chứ? Vâng, đúng như lời của cô nói. Vậy thì tôi nghĩ là cô hãy sửa lại câu trả lời lúc nãy đi. Có đúng là cô đã từ chức trưởng phòng thiết kế để trở thành giám đốc vì sử dụng các mối quan hệ của mình không? 2 năm trước cô Su đã suýt bị giải thể, nhưng mà cô lại trở thành giám đốc. Trong thời gian đó, chính xác cô đã làm những gì vậy? Một công ty giày không sản xuất ra được đôi giày nào. Thật ngớ ngẩn có phải vậy không? Chúng tôi có việc phải làm mà. Ví dụ như... Chúng tôi dùng tiền từ công ty xây dựng Gold để lập ra quỹ đen và sau đó làm giả doanh số kinh doanh. Chuyện gì xảy ra vậy? Chúng tôi tạo ra một dự án không có thực và tính vào chi phí của công ty, dùng cái dịch vụ mà nè. Cô bị điên rồi hả? Cô đang làm cái gì vậy chứ? Không phải đây chính là điều cô muốn hay sao? Ý cô là sao chứ? Cái gì đây? Quà cho cô. Thời gian qua cô đã rất vất vả để cản đường tôi, cho nên là coi như phần thưởng của cô đi. Cô cũng có thể đưa cái này cho anh In Chun giùm tôi. Sao tôi phải làm vậy? Sao cô lại nghĩ là tôi sẽ giúp cho cô chứ? Bởi vì tôi không thể tin tưởng ai khác ngoài cô cha Su Hi Ưng. Với cái này, cô cũng có thể tống tôi vào tù cùng với Thê Chung Hô cũng được đó. Chắc cô điên thật rồi đó. Sao chứ? Bộ cô không muốn thấy tôi vào tù hay sao? Tôi nghĩ là cô có thể làm được điều đó mà.
nói thật đó. Làm ơn làm việc này giúp tôi đi. Cô hãy cầm lấy cái này và đảm bảo là cô thuyết phục được anh Injun. Đừng tha thứ cho tôi cho đến khi tôi chết. Để chống chọi với thuế thừa kế, ta phải hành động nhanh chóng. Vì Bộ Tư pháp đang sửa đổi luật thừa kế. Nếu dự luật được thông qua, chủ tịch sẽ khó có thể thừa kế toàn bộ công ty. Nhưng chủ tịch sẽ phải rất vất vả để làm được như vậy, và phải làm cả những việc phi pháp nữa. Lúc đó ta sẽ cần 90 tỷ won. Tôi đã lên danh sách các nghị viên có thể giúp. Họ sẽ giải quyết mọi lúc mọi nơi. Đây là file cuối cùng mà chị dâu của anh đã đưa cho chúng ta. Còn có thêm cái này nữa. Thôi đủ rồi. Như vậy là đủ lắm rồi. Bằng chứng quá rõ ràng rồi. Hắn đã hối lộ quan chức chính phủ rồi còn gì. Chỗ này á là đủ để tống thê Trung Hô vào tù luôn rồi đó. Những file ghi âm giống như vậy không thể làm bằng chứng trước tòa được đâu. Chúng ta có thể dễ dàng kiện hắn, nhưng mà anh cũng biết rồi, thê Trung Hô hắn sẽ không dễ dàng để chúng ta buộc tội đâu. Chắc chắn là hắn đã chuẩn bị tất cả để có thể biện hộ cho mình. Nè, vậy bây giờ phải làm sao đây hả? Vẫn chưa đủ để tống hắn vào tù đâu. Tôi phải hạ bệ hắn hoàn toàn. Tôi phải tước đi mọi thứ một cách thật công bằng. À, giám đốc à, anh kiểm tra cái này đi. Làm tốt lắm. Chỉ còn lại một ngày. Sẽ ổn chứ? Tất nhiên. Sẽ ổn thôi mà. Mọi người lạc quan thiệt. À, cậu định làm sao với chủ tịch hả? Họ không cho phép đưa máy tới bệnh viện thì phải làm sao? Có người có thể giúp chúng ta. Ủa? Giờ này ai còn tới nữa vậy? Tôi có việc cần bàn với anh Thê Injun. Đừng có đứng đó. Làm ơn hãy ra ngoài một chút đi. Dừng. Anh có biết Thê Trung Hô đang dùng Gosu để làm quỷ đen chứ? Biết. Đây chính là bằng chứng. Ngày tháng, cách thức, sổ sách tài chính, mọi thứ đều ở trong này. Ai đưa cho cô thứ này? Anh biết là ai mà. Guhira. Cô ấy nói tôi đưa cho anh. Nói rằng chừng nào còn sống, anh không nên tha thứ cho cô ấy. Chỗ này sẽ đủ để tống Thê Trung Hô và Guhira vào tù. Họ đã quỷ hoại anh, giết cậu của anh và làm bạn của anh bị thương. Tới lúc họ bị trừng phạt rồi. Hôm nay anh đi sớm vậy? Hôm nay có buổi họp báo rồi. Anh à, Mingu thằng bé có gọi đó. Chúng ta hãy nói chuyện sau đi. Mingu, nó muốn về Hàn Quốc. Hiện tại tôi đang bận đủ thứ việc, sao mà cô còn lắm chuyện với tôi để làm gì hả? Chị à, mẹ của tôi đang rất mệt mỏi, tôi phải đưa bà ấy tới thẩm mỹ viện bây giờ. Dạ, tôi biết rồi. Hôm nay chị ăn trưa ở ngoài cũng được nha. Không cần đâu. Chắc hôm nay chúng tôi sẽ ăn ở ngoài đó, chị cầm lấy đi ha. Cảm ơn cô nha.
Ơi, mạnh lên chút đi, không sảng khoái gì hết. Ơi, thật ra cái cô bị bắt quả tang rồi chết đó, massage rất là tốt. Ơi, tôi đang liên thẩm mỹ viện với mẹ, cậu có thể vào nhà. Chờ tôi một chút. Dạ. Con tới rồi đây, ba. Cả cuộc đời con luôn chống đối và gây khó dễ cho ba. Chắc ba nhớ chuyện đó chứ. Trên thế giới này không còn ai khác đứng về phía con hết. Nên con buộc phải tìm tới ba. Ba nằm yên như vậy không giống với tính cách của ba chút nào. Ba nên tỉnh dậy và chửi mắng con tiếp đi chứ. Con đang chờ ba đi. Đánh thức ông ấy đi. Dạ. Họp báo khẩn cấp. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Thông báo hôm nay là có liên quan tới việc thừa kế tập đoàn sao? Không phải như vậy đâu. Ba của tôi đang bị bệnh và tôi không hề nghĩ đến chuyện thừa kế một chút nào hết đó. Nghị luật thừa kế đang được sửa đổi, có tin đồn anh đang đẩy nhanh việc nhận thừa kế có phải không? Không phải vậy đâu. Lát nữa chúng tôi sẽ có câu trả lời. Thưa mọi người, thưa toàn bộ mọi người đã có mặt ở đây hôm nay. Hôm nay thực sự tôi rất buồn vì phải thông báo một tin rất xấu. Hiện tại ba của tôi, cựu chủ tịch tập đoàn Gold, cựu chủ tịch Thayvin Gold, hiện tại đang trong tình trạng nguy kịch. Chúng tôi nhận được một tin tức rằng ông ấy sẽ không thể hồi phục lại được. Ba của tôi hiện tại, ông ấy đã hôn mê và khó có thể sống được. Trông ông ấy không ổn chút nào. À, có chuyện gì vậy? Chị giúp việc à? Cô ta đi đâu rồi chứ? Sao nhà lại yên tĩnh như vậy? Ah!
Ông ấy đã mất rồi. Chờ chút. Trung Hồ. Trung Hồ à. Trung Hồ. Trung Hồ à. Trung Hồ à. Nhanh nghe máy đi. Có chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Sao lại như vậy? Thật không thể hiểu nổi mà. Mau lên. Bên này bên này. Thời gian qua là nói chuyện như vậy. Tin được. Chụp càng nhiều càng tốt. Tin này sao lại đây quên kịch chứ? Nhanh lên chụp đi. Thiệt là khó chuyện hiểu. Chuyện là sao vậy chứ? Mày giỏi lắm. Bà. Sao bà lại? Chủ tịch đang có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi có câu này muốn hỏi. Giải thích đi chứ. Thề Trung Hồ. Inchun à, tình khủng khiếp nhà cậu. Nếu không có gì nói thì mau xuống đi. Đi đi, trước khi cậu bị kéo ra ngoài có biết không? Một tên tội phạm như cậu sao dám bước chân vào đây hả? Tôi có được toàn bộ số cổ phiếu của Thê Trung Minh rồi. Tôi cũng được ba chấp thuận trở thành giám đốc mới. Hoàn toàn có quyền mời luật sư. Giải đi. Mà bổ tôi ra.